Hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền thành phố Bạc Liêu đã khảo sát và làm việc với xí nghiệp đông lạnh F78 thuộc công ty cổ phần thủy sản Minh Hải phường 8 về đường ống dẫn nước thải của xí nghiệp bị dở gây ô nhiễm môi trường. Ông Hà Tiến Dũng, giám đốc xí nghiệp Đông Lạnh F78 cam kết sẽ khắc phục sự cố bằng cách lắp đặt mới đường ống dẫn nước thải từ vật liệu PVC sang ống sắt trong thời gian 5 ngày tính từ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Xí nghiệp cũng đề nghị nhà nước hỗ trợ đất để bố trí đường ống dẫn nước thải từ xí nghiệp Đông Lạnh F78 sang nhà máy xử lý nước thải xí nghiệp Đông Lạnh F69 chiều dài khoảng 700m. Trước đó, ngày 20 tháng 4, đoạn ống dẫn nước thải của xí nghiệp đông lạnh F78 đi qua phần đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành hưng Bạc Liêu bị chở. Nước thải chảy ra kênh sáng Bạc Liêu Cà Mau gây xói lở, tạo một hàm ếch lớn ở ngay bãi tập kết vật liệu xây dựng này. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặng. Xí nghiệp đã ngừng các hoạt động có phát sinh nước thải và tiến hành khắc phục, song đến ngày 22 tháng 4 vẫn còn rò rỉ tại các mối nối ống. Đây không phải là lần đầu tiên xí nghiệp đông lạnh F78 để xảy ra sự cố dở ống dẫn nước thải mà đã bị dở nhiều lần. Nước thải trực tiếp tràn ra kênh sáng Bạc Liêu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.